Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn những ai mà chưa biết chỉnh âm đi hát cho gia đình, hát cảm giác chưa được hay thì tôi sẽ hướng dẫn chỉnh. Ở đây thì tôi có cái âm đi Jaguar 203, loại này tôi lấy làm mẫu bởi vì trong các hộ gia đình có thể nói là thông dụng nhất, hay dùng nhất. Thì đầu tiên tôi vặn hết tất cả các volume về số 0 cho mọi người dễ theo dõi. Ở đây trên mặt âm đi thì nó có là 12 chấm, thì quy ước là số 12 và số 6 là giữa. Thì đầu tiên khi hát thì ta sẽ chỉnh cái volume tổng, có nghĩa là volume master này. Volume này chỉnh thì nó lên đến số 5. Cái volume master này thì có chỉnh có tác dụng là chỉnh to nhỏ cả mic, cả phần nhạc. Đây, bass master, trung master và tab master. Thì nó ở hàng này nó chỉnh có tác dụng cho tất tổng thể cả cái âm đi. Thì chúng ta sẽ để như nào? Thì tôi sẽ để cái nút bass này, thì tôi sẽ để khoảng số 7 như này. Và nút trung để khoảng số 5. Nút tép thì ta cũng chỉ nên để đến số 7 thôi. Nút này mà để nhiều quá, tép nhiều hết cỡ như này thì sẽ mic sẽ bị zip, không hát được hoặc chết nó tép. Thì ta sẽ để lên tầm này thôi. Tất nhiên nó cũng tùy theo vào từng bộ loa của mỗi gia đình, nhưng mà tôi chỉnh cho đại đa số là như này là được. Tiếp theo đó là hàng mic 1. Đây là hàng mic 1. Tất cả nốt này sẽ chỉnh cho. Thì hàng này là hàng mic 1. Đây có khoanh sơn rất rõ ràng là phân chia hàng mic 1. Nếu như mọi người mà không hiểu cái chữ trên âm đi ấy, thì mọi người có thể chỉnh theo hướng nút mà tôi chỉnh như trong hình. Bắt đầu tôi sẽ chỉnh như này. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh cái volume mic. Nút này đầu tiên là volume mic. Thì volume mic 1 thì chúng ta sẽ chỉnh lên và alo thử. Tiếng cảm thấy không bị lặng thì chúng ta để. Không nên chỉnh to quá thì nó cũng sẽ bị zip mic, không hát được. Hoặc bé quá thì lại nặng cổ, không hát được, khó hát. Mà cũng tùy theo từng bộ loa của mỗi gia đình. Như thường thì những bộ loa nào mà tốt thì chúng ta cũng chỉ để đến số như này thôi. Tiếp theo là nút cân mic của hai loa. Thì nút này mà nếu ta vặn thiên về một bên nào đấy thì tiếng alo của ta sẽ bị bé đi ở một bên loa đấy. Tiếp theo là nút echo của mic 1. Nút echo mic 1 này nó có tác dụng là nhại, chỉnh điều chỉnh nhại của mic 1. Nút này nếu ta chỉnh bé quá thì tiếng nhại đằng sau sẽ rất bé. Alo không thấy nhại thì nó sẽ cứng khó hát. Mà nếu chỉnh to quá thì tiếng nhại đằng sau to hơn tiếng hát thì lại không hát được, nó rất dối giọng, nên ta chỉnh số 4. Tiếp theo nói đến âm trầm của mic 1. Âm trầm mic 1 này tùy theo giọng của từng người. Nếu âm trầm, nếu mà giọng của ai mà thiếu tiếng trầm ấm ấy, thì ta vặn lên như này. Cũng không nên vặn cao quá, sẽ rất ổn, không hát được. Đa phần chỉ vặn đến số ở điểm giữa như này thôi. Rồi đến âm trung của mic 1. Âm trung này thì ta để số cũng điểm giữa. Và nút cuối cùng là âm bổng của mic 1, tức là tiếng thanh của mic 1 ấy, thì ta nên để khoảng như thế này thì sẽ tiếng alo sẽ trong trẻo hơn. Thì đối với mic 2 thì ta cũng chỉnh y xì như trên mic 1. Đây tôi sẽ chỉnh như thế này. Tiếp theo là đến cái hàng rất quan trọng là hàng vang vọng. Đây là hàng vang vọng. Đấy. Hàng này cũng rất quan trọng. Chỉnh sai hay chỉnh hay không, hay cứng hay không, nó cũng phụ thuộc rất nhiều cái hàng này. Thì mọi người chỉnh như thế nào? Tôi sẽ hướng dẫn chỉnh cách chỉnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ vặn cái volume echo, tức là cái tiếng to nhỏ của tiếng nhại, ta để số 5 điểm giữa, ta để điểm giữa. Tiếp theo là nút trầm cổ nhại, ta cũng chỉ để cái số như này thôi, tức là gần giữa. Nút này là nút thanh của nhại, tức là cái tiếng nhại thanh trầm, tiếng nhại thanh ấy, thì là nút này chúng ta sẽ để lên qua điểm giữa một điểm như này, một số như này, để cho cái tiếng nhại nó sắc nét, nghe rõ ràng. Còn hai cái nút này là nút để nhại nhiều nhại ít. Nút này là nút nhại nhiều nhại ít. Đây tôi alo thử. Một. Thì cái nút này chúng ta sẽ để khoảng điểm giữa. Nút này là nút nhanh chậm của nhại,
thì sẽ ta, chúng ta sẽ để như thế nào? Chúng ta sẽ để cho cái tiếng nhại nó nhại chậm chậm một chút thì nó sẽ dễ hát. Còn những đối với những người mà người ta hát hay hát thì người ta sẽ hay chỉnh lên tầm như thế này. Đấy, và chúng tôi sẽ thử cái để cái tầm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó. Thì tiếng hát nó sẽ dễ hát cho những người mà mới hát hoặc là hát không hay lắm thì nó sẽ dễ hát hoặc là hát mềm tiếng hơn. Còn nếu mà những người đã hay hát chuyên nghiệp thì người ta không cần nhại chậm đến mức ý, thì người ta sẽ để như thế này. Ra nô thử 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, như thế là được. Còn nếu mà nói đến hàng cuối cùng này thì nó là hàng chỉnh to nhỏ của nhạc. Khi chúng ta chỉnh xong tất cả các hàng này thì sẽ chỉnh biến hàng này, to nhỏ nhạc, bát tép nhạc, thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây to nhỏ nhạc nên nó đủ tầm tay nha, không nên chỉnh tầm này nữa. Vì chỉnh chỗ này mà bé đi thì alo sẽ rất nặng, hoặc chỉnh to quá thì alo nó sẽ mic nó sẽ bị dễ bị rít mic. Thì chúng ta sẽ để tầm vừa tầm thôi, trừ những trường hợp mà bộ loa nào hát mà bật lên tầm này mà vẫn thì rất nhỏ, alo vẫn rất nặng, như tầm đến đây vẫn rất nặng, thì chúng ta mới cho lên 50 hoặc là hơn tí tùy theo dàn loa. Nhưng mà ở thực tế thì nó chỉ để khoảng đến 50 là cùng rồi. Đó, hàng mic đến, nói tiếp đến là hàng music, tức là hàng chỉnh nhạc. Đây nút volume to bé của nhạc. Đó, nút âm trầm của nhạc, tức là nút bass của nhạc. Nút bass tùy theo người thích nghe nhiều bass hay là ít bass, mà chúng ta chỉnh theo sở thích của mỗi người. Thì thường thường khuyến nghị chúng ta nên để tầm số qua giữa mỗi nhịp như này. Nút chung thì ta để như thế này thôi. Và nút tép thì người ta sẽ để có thể hết cỡ cũng được, tùy theo dàn loa nhiều tép hay ít tép. Nếu ít cho hết cỡ, mà nếu nhiều thì chúng ta cho tính tầm này thôi. Được rồi. Và bài hướng dẫn của tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã xem video.